quay lại cái cảnh nhà sân thượng ấy. Sân thượng một tòa nhà mới đất của mình. Sân thượng này đang hút toàn bộ cái gạch men 50-50 và mục đích là làm các cái quán cà phê. Nhưng mà góc này nó có hai cái lỗ thông hơi, hai cái lỗ thông hơi to đùng. Nhưng mà phía trên này thì khá hiện đại đấy. Trên này là, đây là một cặp thanh gió bức, thanh gió rất lớn. Cái đường này là những bồn nước, hệ thống bồn nước tiếp trồng lên nhau, tiếp trồng lên nhau. Mấy cái van bơm nước to đùng luôn, cái van nước tràn, cái ống nước tràn. Và đây là cái biển hiệu Videx, biển hiệu Videx. Thông gió và cái hệ thống két nước của nó. Két nước kia nó có chữ gọi là két nước của Toàn Thắng, inox Toàn Thắng. Và những cái quạt thông gió rất là bự, lắp ở trên gác thượng. Đấy, nó bơm gió từ nước. Đấy, cái gác thượng nó có cái dàn. Đấy, đứng ở giữa bên gạch. Ha. Đấy, phong cảnh rất đẹp. Đây, có cái biển hiệu có chữ Vi đấy. To bụng. Mà đi hàng cây số vẫn nhìn thấy nha. Xong rồi đêm. À, nó lắp đèn vào đây này. Nó lắp đèn LED vào đây. Đêm nó sẽ sáng rực lên đấy. Vâng. Ghê thật. Và cái hệ thống bồn nước của nó nhá, toàn bằng inox hết. Toàn inox. Nhôm đâu, cái đấy là inox Toàn Thắng, hiệu Toàn Thắng mà. Hệ thống bơm gió của nó. Trên nóc kia là một cái đèn báo độ cao cho hàng không này. Cao hàng không. Tất cả đều bằng inox. Cái hệ thống bơm gió này thì bằng sơn tĩnh điện thôi, sơn tĩnh điện. Còn góc nhà này có một cây đèn báo kích thước hàng không nhé, đèn đỏ chớp. Còn nhìn ở đây là phía nam thành phố, phía bắc, đây là phía đông này, đây là phía đông.
Phú Đông là có cái Phú Nam. Đây Phú Nam. Nhìn xuống dưới này là con sông Tô Lịch và phố Vũ Ngọc, Vũ Tông Phan. Còn đằng kia là cái đường sắt trên cao, đường Nguyễn Trãi.